Chào mừng các bạn đã đến với Hoa Văn Đề Can. Và trong video lần này, chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dán đề can phim Ultraly in hai mặt với phương pháp dán ướt. Trước khi bắt đầu thì ở đây trên màn hình anh có hai loại đề can. Một là đề can phim Ultraly in hai mặt và còn lại là đề can thường. Để thấy rõ hơn về sự khác biệt cũng như là tính năng của hai loại đề can này thì chúng ta hãy cùng dán thử lên kính nhé. Đầu tiên, ta sẽ lau sạch bề mặt kính trước khi dán. Bạn nên chú ý là không nên dán đề can khi bề mặt kính đang lạnh vì sẽ không phát huy hết độ bám dính của đề can. Bước tiếp theo, tháo bỏ đi lớp đế của đề can chậm rãi và cẩn thận. Kế tiếp, ta xịt hỗn hợp nước đã pha sẵn lên trên bề mặt dính của đề can và cửa kính. Bây giờ, ta sẽ dán đề can lên trên bề mặt kính đang ướt và di chuyển đề can vào đúng vị trí mà bạn đã xác định ban đầu. Mình sẽ làm mịn đề can bằng một tấm thể cứng nhằm đẩy đi các bọt khí và nước còn đọng lại. Ta sẽ đẩy từ giữa của đề can ra các góc cho đến khi hết bọt khí và nước, làm tăng thêm nét thẩm mỹ cũng như độ bám dính của đề can. Bước cuối, ta dùng khăn để lau khô bề mặt. Với công nghệ tiên tiến thì đề can phim Ultra Clear cho ta một tấm nền trong suốt, màu sắc trung thực với độ chi tiết cao, thể hiện được các vùng màu trắng rõ ràng, làm nổi bật hình ảnh, đem lại hiệu quả tốt nhất. Ngược lại thì đề can trong in thường có nền mờ đục, màu sắc mờ hơn 70%, không thể hiện được màu trắng cũng như nội dung muốn truyền tải, chỉ phù hợp để sử dụng trong thời gian ngắn. Nói đến tới đây thì các bạn cũng đã biết mình nên lựa chọn sản phẩm nào rồi đấy. Nếu có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với bọn mình qua số hotline hoặc email để được tư vấn và giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại vào video lần sau.